chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phượng Yêu. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng và niềm vui trong cuộc sống. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Studio của Triệu Luyện Tĩnh có thể ký hợp đồng với các nghệ sĩ và cô ấy đã chính thức trở thành bà chủ. 2 năm trở lại đây, Triệu Luyện Tĩnh rất nổi tiếng. Nhiều người tò mò không biết cô thuộc công ty môi giới nào. Năm 2019, cô hợp tác với Hòa Tụng Media của chị em Lý Băng Băng với vai trò vừa là diễn viên vừa là cổ đông lớn. Trên thực tế, hiện tại Triệu Luyện Tĩnh đã mở studio riêng và không còn trực thuộc công ty môi giới nào nữa. Sau khi biết tin vui như vậy, người hâm mộ đều mừng cho cô. Có thể tự mình mở studio, chứng tỏ Triệu Luyện Tĩnh đã tích lũy được tài nguyên và sự nổi tiếng nhất định. Chỉ có như vậy, cô mới có khả năng và tự tin đứng ra một mình quản lý và trở thành bà chủ của công ty mình. Triệu Luyện Tĩnh hiện đã đứng ra mở studio riêng của mình bởi vì hiện tại cô ấy có danh tiếng tốt và mối quan hệ nhất định, có khả năng mở studio. Điều này rất tốt cho tương lai của chính cô ấy. Bây giờ studio của Triệu Luyện Tĩnh cũng đang bắt đầu ký hợp đồng với các nghệ sĩ Kim Hạ và Phương Tử Văn là 2 nghệ sĩ dưới danh nghĩa của Triệu Luyện Tĩnh. Bản thân Triệu Luyện Tĩnh từ trước đến nay là diễn viên quyền lực, hiện tại đã là bà chủ. Cô càng làm việc chăm chỉ hơn, Triệu Luyện Tĩnh cũng rất coi trọng 2 nghệ sĩ mới. Cô cho bọn họ các loại tài nguyên, vai trò bà chủ như vậy cũng càng ngày càng nổi. Là một nghệ sĩ, Triệu Luyện Tĩnh vẫn còn rất may mắn trong vòng tròn. Cô ấy luôn là một diễn viên truyền cảm hứng, các tác phẩm mới rất hay. Cô có nhiều tài nguyên và rất cầu toàn trong việc lựa chọn kịch bản. Điều đó cũng rất tốt cho các nghệ sĩ của cô. Có nguồn lực không ngừng để trở thành một nghệ sĩ tên tuổi và cô ấy vẫn rất có triển vọng. Mặc dù gần đây các tác phẩm của cô rất ít, nhưng Triệu Luyện Tĩnh vẫn vô cùng nổi tiếng, không hổ danh là nữ hoàng rap tinh. Dù đã kết hôn, sinh con rồi ly hôn, song Triệu Luyện Tĩnh vẫn luôn rất hấp dẫn trong giới, ai cũng thích cô ấy, ai cũng thích kiểu nữ chủ này. Mặc dù không thuộc bất kỳ công ty môi giới nào, nhưng vẫn được rất nhiều công ty môi giới chú ý, họ vẫn thích Triệu Luyện Tĩnh và ủng hộ cô. Đây là mạng lưới mà cô đã tích lũy được bao nhiêu năm qua. Người hâm mộ cũng rất ủng hộ Triệu Luyện Tĩnh, tin rằng cô ấy có thể trở thành một bà chủ tốt, mở studio riêng của mình và giúp đỡ nghệ sĩ của cô ngày càng trở nên nổi tiếng hơn. Chúc cho studio của Triệu Luyện Tĩnh luôn luôn hồng phát.